Công an xã An Phú Tân vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Quỹ ban dân quyền Cầu Kè đối với 7 trường hợp có hành vi vi phạm quyết định thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhận được tin báo của quần chúng vào lúc 15 giờ ngày 10 tháng 8, Công an xã An Phú Tân kết hợp với tổ phòng chống COVID-19 đến kiểm tra nhà của ông Lê Giang Tám ở ấp Vinh An, phát hiện 6 người cùng với chủ nhà tụ tập không có lý do chính đáng nên bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Với hành vi vi phạm trên, Chủ tịch Ủy ban dân quyền Cầu Kè ra quyết định xử phạt hành chính mỗi trường hợp 15 triệu đồng. Được biết từ khi áp dụng thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 09 và chỉ thị số 10 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh, đến nay công an xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè cùng với tổ phòng chống Covid-19 đã kiểm tra phát hiện 28 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đã xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 260 triệu đồng. Trong này có 16 trường hợp tập trung đông người, 8 trường hợp ra đường không cần thiết và 4 trường hợp ra đường không đeo khẩu trang.